Chồng ơi, làm gì mà lâu thế? Ra ăn sáng đi. Gọi ăn sáng thôi cũng mỏi mồm. Anh ăn đi rồi còn đi làm. À này, nghe nói thằng cu út nhà bác Phong nhập viện, anh biết chưa? Anh vừa mới biết đấy. Nghe nói thằng cu nhà bác bị u não. Anh đang định ăn xong vào viện thăm nó đây này. Thôi anh ăn đi rồi vào thăm cho xong. Mà làm phong bì 200 thôi, bịt miệng gọi lại, đừng để bác vay thêm tiền. Phong bì 200 thôi á? Ừ. Dù sao là anh ruột của anh mà, 200 có bôi bác quá không vợ? Bôi bác cái gì mà bôi bác? Hết mẹ rồi đến con nhập viện, tiền đâu mà mình giúp nhiều. 200 là được rồi. Mà anh đừng có lén bỏ thêm đấy nhá. Được rồi. Này chồng. Anh xin. Mà em dặn rồi đấy nhá, phong bì 200 thôi. Rào trước với bác ý đi, đừng để bác vay thêm tiền. Anh biết rồi. Thôi đi đã nhá. Sáng sớm ai đến vào giờ này nhỉ? Để ra xem sao. Ôi bác Phong, có chuyện gì bác đến nhà em sớm thế ạ? Anh có chút chuyện muốn nói với vợ chồng em. Vâng, bác cứ vào nhà đi đã. Chắc chuyện nhà anh thì các em cũng biết rồi. Vâng. Thằng cu nhà anh đang bị u não, và bác sĩ bảo bây giờ phải phẫu thuật luôn, nếu không thì khó mà qua khỏi lắm. Em nghe chuyện nhà bác rồi, khổ thân thằng bé. Em đang định vào viện thăm cháu thì bác đến đấy ạ. Anh cũng lo được một khoản tiền rồi, nhưng mà bây giờ anh vẫn đang cần thêm 50 triệu nữa. Mà tiền lương thì chủ thầu vẫn cứ nợ, đã trả đâu. Anh cứ suy tính mãi mà không biết vay ở đâu cả. Giờ chỉ biết nhờ vợ chồng chú thôi. Cô chú có thể cho nhà anh vay một khoản tiền để có thể chữa chạy cho cháu được không? Những 50 triệu hả bác? Thôi mà, bây giờ chỉ có vợ chồng chú mới giúp được anh thôi. Bây giờ chứ không còn thì bệnh tình của cháu nó càng ngày càng tệ đi. Bác Phong ơi, không phải là vợ chồng em không muốn giúp đỡ bác, mà là nhà em có dư giả gì đâu. Bác cũng biết đấy, vừa sửa cái nhà xong còn phải vay thêm tiền, đã trả được đâu. Bác tìm cách khác giúp bọn em nhá. Bây giờ anh biết làm thế nào để mà vay tiền đây hả em? Khổ lắm chứ. Bây giờ anh cũng chỉ biết nương tựa vào nhà cô chú nữa thôi. Anh hứa là anh sẽ trả tiền mà. Sau đợt này anh sẽ đi làm để mà trả tiền cho cô chú, cả đợt trước lẫn cả đợt này luôn. Bác ơi, em nói bác không hiểu ạ. Thật sự là bọn em không có ấy. À đây, bọn em có 200. Bác cầm đỡ nhá. Anh lấy phong bì ra. Bác thông cảm cho vợ chồng em nhá. Thôi, anh cũng hiểu rồi. Vậy anh không làm phiền hai cô chú nữa. Anh về đây. Bác về ạ. Chào bác. Úi giời, chưa kịp đi thăm đã mò tận nhà vay tiền rồi. Anh em của anh kiểu gì đấy? Em chi giỏi vay tiền là nhanh. Thôi cầm lấy, may quá. Anh thì anh này quá. Dù sao là ruột thịt mà. Hay là em giúp tạ 20 triệu đưa cho bác này đi. Cái gì? Anh bị làm sao đấy? Có ngu đâu mà cho bác này vay. Khác nào ném tiền qua cửa sổ à? Mà tiền nợ cũ 10 triệu còn chưa trả kìa. Anh làm đây.
ra mở cửa đi. Ôi anh Nam đấy à? Ui, ngọ ra nào được anh đến đây thế này? Mới vào nhà chơi, mới vào nhà chơi. Anh Nam đấy à? Ôi quý hóa quá. Chẳng mấy khi anh đến chơi với vợ chồng em. Anh Nam uống cà phê nhá, để em đi pha. À thôi thôi, à, anh có chút việc tiện qua đây nhờ cô chú luôn. Dạ, thế có chuyện gì đấy ạ? Anh em mình thì là chỗ thân quen rồi, nên là có việc gì khó khăn bọn em xin giúp ạ. À, nói thẳng nhá. Vâng. Bây giờ anh đang cần một khoản tiền gấp. Cô chú có tiền thì cho anh vay. Nhưng bác Nam cứ đùa. Ai chả biết bác Nam là ông chủ lớn. Chẳng lẽ nhà rồng đi vay tiền nhà tôm? Chắc là anh Nam đùa vợ chồng mình đấy. Anh nói thật, tại vì là bây giờ là anh đang nhận hai công trình lớn mà bên người đầu tư người ta vẫn chưa chuyển tiền cho anh. Công việc thì cập dập, anh đang cần tiền. Cô chú có tiền thì cho anh vay 500. Anh chịu lãi 15%. Khi nào mà bên chủ đầu tư người ta chuyển tiền cho anh thì anh thanh toán cả gốc lẫn lời. Cô chú giúp anh 500 triệu ấy ạ? Không thành vấn đề. Anh Nam là chỗ người quen, chỉ cần anh đúng hẹn cho bọn em là được. 500 triệu, có ngay 500 triệu. Ok. Để em vào lấy. À mà anh muốn tiền mặt hay là để em chuyển khoản? Anh hứa sẽ trả đúng hạn. Nếu cô chú chưa tin ấy, thì đem giấy bút ra đây. Từ giấy trắng một đen cho nó rõ ràng. Vâng, thế anh đợi em tí ạ. Đây anh ơi, trước bọn em cũng cho mấy người vay rồi, nên là đã làm hợp đồng sẵn. Anh chỉ cần điền thông tin và ký vào đấy là xong. Ok. Anh gửi cô chú. Anh cảm ơn nhá. Có gì đâu ạ. Thôi thì anh xin phép về nhá. Dạ vâng. Thôi thì cô chú cứ chuyển khoản cho anh. Dạ vâng ạ, anh lại nhà. 15%, cao gấp đôi gửi ngân hàng đấy. Xem nào, 500 triệu, vị chi mỗi tháng là có 6 triệu, chả phải làm gì cũng có tiền tiêu, sướng thật đấy. Việc này chả làm sao, nhà bác Phong thì nó khó khăn như thế. Thế bây giờ nhá, em hỏi anh, nếu mà bác Phong cũng vay lãi lời đầy đủ như anh Nam, em cho vay ngay. Đây á, tiền từ năm trước đến bây giờ đã trả đâu, có khi quỵt cũng nên ý. Con này ngu một lần chứ không có lần hai đâu. Anh đi đâu mà giờ này mới về đấy? Thì anh vào viện thăm thằng cu út nhà bác Phong chứ đi đâu nữa. Anh vào đấy làm gì? Chắc hai bác lại năn nỉ ôi kêu đói khổ để anh mềm lòng à? Mà anh có cho vay tiền không đây? Này, em bỏ ngay cái giọng khó nghe đi nhá. Bây giờ bệnh tình của thằng bé nó rất là nặng. Hai bác đã phải chạy vậy khắp nơi mới có đủ tiền để phẫu thuật cho thằng bé đấy. Mà phẫu thuật xong rồi là phải nằm viện dài ngày nữa cơ. Thôi, em bớt cho bác ấy đồng nào hay đồng đấy đi. Tôi bảo không là không. Sao anh cứ nhắc mãi cái chuyện này thế? Anh thích ý thì cứ đi mà cho vay nhá. Nhưng bây giờ quả thật là nhà bác ấy đang rất là khó khăn. Mà mình là phận làm em, mình không giúp là không được đâu, em hiểu chưa? Thôi, vào lấy giúp anh 20-30 triệu để đưa cho bác ấy vay, lo cho thằng bé đi. Một xu cũng không. Tiền trong nhà này toàn tôi làm ra. Anh có làm ra được đồng nào? Này, bây giờ em dở giọng đấy ra chứ gì? Hả? Thế tôi nói không đúng à? Bố mẹ tôi cho tôi cửa hàng để tôi kinh doanh. Anh có đóng góp được đồng nào? Cứ thích vẽ chuyện hưởng thụ rồi bày đặt tình anh em. Được, em được lắm. Với ra mở cửa kìa. Bác đến đây làm gì đấy ạ? Bác Phong đấy ạ? Bác vào nhà chơi đi. Em hỏi kiểu gì đấy? Thế anh vào nhà nhé. Đúng là cái đồ mặt dày. Bác Phong uống nước đi ạ. Anh cảm ơn. Sao rồi? Bệnh tình thằng cu út nhà bác thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa? Cháu nó cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Bác sĩ nói là ca phẫu thuật thành công. Bây giờ cháu đang nằm trong phòng hồi sức thôi. Thế tốt quá rồi. Lại mò đến vay tiền chứ gì. Hôm trước đã nói đến thế rồi. Đúng là mặt dày thật đấy. Lão nhà mình lại động lòng, có khi lại cho vay không biết chừng. Phải gọi lão ta nhắc kỹ mới được. Mình ơi. Hả? Vào đây giúp em một tay. Giúp cái gì mà giúp? Không thấy bác Phong đến chơi à? Nhanh lên, cần gấp lắm. Em cứ vào đi. Em xin phép vào một tí nhá. Cái gì đấy? Nhớ đừng cho vay một xu đấy. Khổ lắm mãi mãi. Bác Phong này, đợt trước ấy, nếu như mà nhà em không dính vào cái đợt mà sửa nhà thì chắc chắn nhà bọn em sẽ dư ra được một khoản tiền cho bác vay, lo cho cháu. Nhưng mà thôi không sao. Thật ra hôm nay anh đến đây là để gửi lại số tiền nợ mà vợ chồng anh vay em từ năm ngoái. Anh gửi nhá. Chẳng phải bây giờ nhà bác rất là khó khăn, đang cần rất nhiều tiền viện phí sao ạ? Bây giờ bác trả lại em làm gì? Anh có tiền rồi. Hôm nay bên chủ thầu cũng thanh toán tiền nợ lương cho các anh em. 50 triệu đấy. 50 triệu cơ ạ? Nhưng mà tiền phẫu thuật của thằng bé với cả tiền viện phí nó cao hơn mà. Bác để đâu ra số tiền này mà trả cho em thế ạ? Thì đúng là không đủ thật. Nhưng mà ông chủ thầu cũng biết tình cảnh gia đình nhà anh mà, nên là ông ấy cho anh vay thêm 100 triệu nữa để lo tiền viện phí cho thằng bé. Yên tâm đi. Thế ạ? Với lại ông ấy nói cho anh biết một chuyện nữa. Chuyện gì thế ạ? Ông ấy nói là đợt trước vì chủ đầu tư không thanh toán tiền kịp, cho nên ông ấy phải đi vay tiền chỗ khác để thanh toán tiền nợ lương cho các nhân viên. Em có biết là ông ấy vay tiền ở đâu không? Ở chính nhà em trai của anh đấy. Kìa anh, thực sự em không muốn như thế đâu. Thôi, em không cần nói gì nữa đâu. Anh về đây. Ok. Anh Phong. Anh Phong. Này, không phải vay tiền mà lại trả nợ à? Lạ thế. Cũng có tiền trả đây này. Đủ rồi đây này. Cô im đi. Vì cô mà tôi mất đi người anh trai của mình đấy. Cô hài lòng chưa? Hả? Của cô tắt.